Ok, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với lớp học kẻ tối nay. Rất là nhiều nhân tài, đúng không? Nào, xin chào anh Khánh à. Anh Khánh, cách vào đây nè. Anh Khánh đến từ Hưng Yên các bạn nhé. Đây là bài phố cổ anh Khánh này. Đấy. Đang bắt đầu vào lớp lót chuyển màu. Cái này là chiến. Chiến quay cái nào. Hello. Kiến chưa có người yêu các bạn nhé. Khóa này là toàn FA nhỉ? FA. Em còn zin thôi. Ừ. Cần zin hả? Có kiếm người yêu không? Đang bắt đầu khóa lớp lót luôn này. Đây là Bích này. Bích quay mặt đây chào cái này. Đó. 17 tuổi. Bích 18 tuổi. 18 cộng. Ừ. Bích vẻ cũng rất là năng khiếu. Đấy các bạn có sao này? Bài này Bích vẽ bài này trong bao lâu rồi nhỉ? Hơn mấy ngày? Hơn ngày rồi. Rồi chúng ta đến bài của chị Thảo nào. Chị Thảo xin chào cái này. Dạ, xin chào. Chào tiếng Ý nói như nào nhỉ? Chào. Chào. Tiếng Ý chào. Chào. Đây chị Thảo cũng chưa có người yêu. Là con gì nữa. Đấy, gì này không thì chưa biết nha. Đúng không? Dạ cũng không cần kiếm chức đâu thầy ơi. Chị Thảo đến từ đâu nhỉ? Dạ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đúng không? Dạ. Rất là xa xôi. Bay một chuyến bay ra đây. Rồi xin chào anh đẹp trai nào. Anh đẹp trai coi đây nữa. Đây bạn Xuất các bạn nha. Xuất đến từ Hòa Bình. Đấy, hiện đang làm IT nhỉ? Công nghệ. Giờ chuyển sang là bôi sĩ, họa sĩ. Đây là tranh cái bài chuyển nghề. Chuyển nghề. Đây là bài phong cảnh có Xuất đây. Bên này này. Anh này này. Anh ngồi thấp nhất lớp này. Đây. Họa sĩ Lê Anh. Đây. Khuôn mặt là thân thuộc đúng không ạ? Đây anh đang vẽ con ngựa. Đấy. Đây anh vẽ ngựa mấy tiếng rồi? 4 tiếng. 4 tiếng à? Ổn đấy. Tuyệt vời. Thôi thì chúc em là thêm 4 tiếng nữa của ngày hôm sau. Đúng không? Anh thấy có gì vui thế? Đó, xin chào cái nè. Xin chào. Anh Lợi nhỉ? Anh Lợi đến từ Hải Dương các bạn nhá. Nhất Lợi. Ừ, Nhất Lợi à? Cũng chưa có người yêu luôn. Khóa này ta. FA. Nếu mà chúng ta có nhu cầu đặt tranh thì các bạn cứ liên hệ với số điện thoại phần dưới mô tả có từng bạn luôn. Đây là bài đầu tay của anh Lợi đây. Anh Lợi vẽ bài này cảm thấy khó không? Khó không nào? Mới đầu thấy khó. Hơi khó đúng không ạ? Đấy, anh Lợi đang bắt đầu tả con thuyền. Có lẽ là lên sáng hơn tí nữa ở chỗ đoạn này. Đấy, sáng hơn nữa ở viền. Tăng sáng trắng, vàng vàng trắng đây. Là được. Đang kèm vài cái tiểu tiết dâu rồi là sợi dây thừng. Đây nó ok. Đây là con thuyền của chị Thảo này. Đó. Này đâu. Mệt đúng không? Ok.